Chào mừng bạn đến với kênh Góc Bóng Đá, nơi tổng hợp những tin tức hay nhất của làng Túc Cầu. Những tháng cuối năm 2022 là quãng thời gian đáng quên nhất trong sự nghiệp của Cristiano Ronaldo. Những bài phát biểu thiếu tôn trọng đội bóng chủ quản đã khiến cho anh bị Man United sớm thanh lý hợp đồng. Tại World Cup ở Qatar, CR7 mờ nhạt bị đẩy lên băng ghế dự bị và dừng bước trước Maroc. Sang đầu năm 2023, Ronaldo bùng nổ trong áo Al Nassr lẫn đội tuyển quốc gia. Tuy vậy, bóng ma của năm 2022 một lần nữa đã trở lại để ám ảnh huyền thoại người Bồ Đào Nha. CR7 tịt ngòi, anh bị chỉ trích, trách móc, thiếu hài lòng với mọi thứ ở Ả Rập. Có vẻ như Ronaldo vẫn chưa rút ra được bài học và vẫn tự huyễn hoặc mình đang ở trung tâm của trái đất. Anh rõ ràng không phải như vậy, ở châu Âu và kể cả là châu Á nữa. Ronaldo thậm chí chẳng thể thể hiện được cái gì khác biệt ở Al Nassr. Ngược lại có vẻ có làm cho đội bóng này suy yếu thêm. Có Ronaldo, Al Nassr từ vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia tụt xuống vị trí thứ hai. Có Ronaldo, Al Nassr bị đá văng khỏi hai mặt trận là Super Cup và mới nhất là King Cup. Thậm chí, cả cúp giao hữu Riyadh Season Cup hồi tháng 1, Al Nassr có Ronaldo cũng thua PSG của Messi. Chưa dừng lại ở đó, huấn luyện viên Rudy Garcia còn bị bay ghế, kết cục của việc không tìm cách chiều lòng Ronaldo. Lúc chưa có CR7, Al Nassr còn là một thế lực hàng đầu của Saudi Arabia, nhưng kể từ lúc có CR7, đội bóng này ngày càng suy yếu một cách thấy rõ. Đánh đâu là thua đấy, đặc biệt là bầu không khí trong phòng thay đồ đã bị phá hỏng một cách nghiêm trọng. Sự chênh lệch đến mức bất công về đãi ngộ đặc quyền của Ronaldo và phần còn lại chẳng thể nào là một công thức thành công dù ở bất cứ đâu, dù ở giải đấu hiện tại cũng chẳng hề có cạnh tranh gay gắt như Premier League hay Champions League. Ngoài viễn cảnh trắng tay năm thứ hai liên tiếp, Ronaldo được đồn đoán sẽ gặp trục trặc trong mối quan hệ với Georgina Rodriguez. Ronaldo đã cảm thấy mệt mỏi với những hành động và thói quen tiêu xài của người tình Rodriguez. Và cũng đã có những thông tin cho rằng cặp đôi này sẽ sớm chia tay nhau nếu không thể hóa giải những mâu thuẫn. Một nhà tâm lý học mang tên Kristen Ares đã nói trên sóng truyền hình của Nostas Archelat. Hành vi gần đây của Ronaldo cho thấy hai điều, đó là cuộc sống cá nhân của anh ấy không có những khoảnh khắc hạnh phúc. Vì sự nghiệp, anh ấy ngày càng tránh xa người mẹ Dolores Aveiro. Và có thể thấy được rằng Ronaldo không còn điềm tĩnh như cách chơi bóng ở trên sân như trước. Và chúng ta đều biết tại sao Ronaldo ngày càng xa cách gia đình của mình. Ở độ tuổi 38, CR7 lúc này vẫn chưa thể tận hưởng những gì mà bản thân mong muốn. Anh lúc này vẫn như một vị vua quyền lực, có tất cả nhưng thiếu mỗi hai chữ bình yên. Video được tài trợ bởi FB88.